Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em chơi một cái app đó là app uh, thổ Keyboard. Đây cái app có hình cái con uh, cáo hay là con trồn gì đây. Anh em bấm vào thì lên tải app này mình sẽ để phần mô tả nhé. Thì thông thường cái app này á là mình đấy nó nó bắt mình phải chuyển về cái uh, định dạng uh, bàn phím của nó. Ở đây thì có rất nhiều định dạng bàn phím đẹp anh em có thể tải về đây Định dạng mặc định của nó là sẽ như thế này Nhìn rất là đẹp đúng không? Thì cách kiếm tiền của nó rất là đơn giản nha Đây Đây anh em ở phần dưới cùng anh em bấm vào chữ tiền Thì ở đây anh em có thể là chơi vòng quay quay tiền nè Anh em bấm vào đi nè Đó Một ngày anh em có thể quay được một 100 lần à đó anh em quay là sẽ dính tiền xu vậy thôi ở đây nếu anh em xem quảng cáo á, thì anh em sẽ nhận được thêm 3.000 tiền xu đó mình không xem thì mình bấm quay ra còn đây ở xem một video đây mình bấm đi là sau vài phút là mình được xem một tuần xem là phải xem hết nha anh em mình khuyên anh em là không nên dùng những phần mềm chặn quảng cáo tại vì nhiều app á, app này mình không nói đến nha nhưng mà nhiều app nếu mà mình dùng phần mềm chặn quảng cáo á nó sẽ khi mình rút tiền á tiền nó sẽ không về. Đấy. Thì với cái app này anh em mình mình nghĩ là không nên chặn tại vì nó dựa vào quảng cáo nó mới được tiền và nó lấy cái một nó chích một phần tiền ra để nó trả cho mình thì mình không nên chặn nó nhé. Thấy không? 4 phút là anh em được xem một lần quảng cáo, mỗi lần xem được 3.000 vàng hay sao đấy. Còn cái uh, chơi một trò chơi này có nghĩa là trò này là anh em phi dao bấm go anh em thấy cái shop này không đó <laughs> anh em tích điểm là cái uh, cái quả cam này này đấy, hiện tại mình đang nó 500 cam đúng không mình có thể unlock một cái bất kỳ đây mình có thể mua trực tiếp là con dao đó là 1000 luôn hoặc là mình có thể unlock random nó ra bất kỳ cái gì ở trên đây nếu mà bạn nghèo bạn in lúc random cho mình mình có hai lần nè mình thử nha đó mình được cái cây này luôn và cái cây này một ngàn ba lần đắt đúng không các bạn mình yêu nó luôn đấy mình phóng thử nhá đấy các bạn chơi đơn giản đây thôi đó vậy là mình đưa qua được màn một Ui xui. Đấy, mình lại qua được màn 2. Ôi thôi các bạn, nó đơn giản như vậy thôi. Đấy, nếu mà bạn được đạt được 30 điểm thì bạn sẽ nhận được 250 vàng. Đấy. Đó là cách kiếm tiền thứ ba của nó. Đến cái đọc tin tức này anh em bấm vô đi thì một cái bài báo tối đa anh em có thể nhận được hai lần nhận được tiền vàng từ nó. Này mạng mình hơi sida một tí. này thì có video này có báo chí này đó em thấy này không kiếm được hôm nay 3 200 xu số xu xu, xu. mẹo phần thưởng bạn đọc càng lâu bạn càng kiếm được nhiều 300 xu mỗi 30 giây xin lưu ý nó có nghĩa là bạn đọc báo mà bạn cũng kiếm được tiền nhé ở trong đó cũng có video nữa anh em. Còn cái này áp dụng một chủ đề này còn lại 5 lần. À, nếu mà năm mình nhân cho không viết à không, nếu mà sau năm lần bạn được không viết không bốn đô một ngày, có nghĩa là bạn áp dụng một cái uh, áp dụng một cái uh, keyboard cái màn hình keyboard mới ở đây này đấy cái giao diện của nó ấy. đấy. Còn cái cuối cùng là cái quan trọng nhất là nhập liệu nhận tiền nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ mình đã bật rồi này, đấy, xong rồi mình ra ngoài đây, mình lên Facebook, mình uh, kiếm đại một cái gì đó, đó, mình nhấn này, đó, các bạn thấy cái thanh tiền nó tăng không? đó, mình nhấn cái gì cũng được, nó đều tính hết nha các bạn. đó, xong bên phải này nó có hiện mình nhấn vô, đó rồi các bạn tắt nó đi đấy là nhận được tiền rồi dễ không các bạn các bạn có thể xem quảng cáo để nhận gấp 3 lần còn các bạn không muốn xem thì thôi đó thấy không tiền nó tăng đó hình thức kiếm tiền của nó chỉ có nhiêu đó thôi cảm ơn anh em đã xem video